Dạ, mến chào cô chú anh chị các bạn đến với Sang Sài Gòn, kênh Sang Sài Gòn nha. Bây giờ hiện tại mình đang đứng ở số 5 đoàn thi điểm. Hôm nay buổi tối nhà của Hồng Loan có tiệc nha cả nhà. Có tiệc là đám sinh nhật của bé Bun nên shop Hồng Loan đang nghỉ sớm cả nhà. Hiện tại khu phố này rất là nhộn nhịp. Anh Khoa dẫn xe cho má Tư ra. Dạ, chào má Tư. Về má Tư. Hả? Về má Tư. Về. Về sớm dữ má Tư. Về sớm con cháu. Từ đâu này xinh đẹp quá. Rồi bé bỏng mà, bé bỏng của má Tư mà. Anh nhập chứ mày vui hả? Đi nha. Má Tư làm được mấy lon á Tư? Mới có nửa lon à, đi lon à. Đi xe mà kêu uống nữa là chết luôn á. Để xe á. Dạ, má Tư đi về nha. Dạ, má Tư về cả nhà. Dạ, anh Hải đi cùng chuyện về cả nhà. Hôm nay là ngày sinh nhật của bé Bun. Hôm nay sinh nhật bé Bun nên là sắp Hồng Loan nghỉ sớm á cả nhà. Hôm nay dắt xe vô. Đây nhà của Hồng Loan này, cô anh chị của cô anh chị ưu tú Vũ Linh. Hai mặt tiền luôn cả nhà. Mặt tiền là đoàn thi điểm nè. Hướng ra đường Phan Văn Lưu. Mặt tiền hẻm số 5. Đây là hẻm số 5 nè. Trường điện hẻm số 5 nha. Đối diện bên đó là hẻm số 6. Đây là tòa nhà, đây là ngôi nhà bán cà phê trước cửa nhà của chị Hồng Loan nha cả nhà. Anh em trên YouTube vẫn còn ở lại rất đông. Hôm nay là tiệc sinh nhật của bé Bun, có anh Sang và chị Ni. Má Tư đã vừa rồi cũng ra về rồi. Má Tư cũng dự tiệc sinh nhật bé Bun luôn cả nhà. Hôm nay tiệc sinh nhật của bé Bun nên shop Hồng Loan nghỉ sớm nha. Ngày cuối tuần. Cô chú anh chị cũng biết á, là hôm nay là 2 tháng 12 rồi. Còn có 3 ngày nữa là thẩm định căn nhà của cậu Năm Vũ Linh, là hiện tại là nhà của cô chị Hồng Loan nha. Để giải quyết vụ tranh chấp tài sản giữa nội bộ giữa gia đình với nhau. Ngày 5 tháng 12 thì cơ quan tòa án và cơ quan đã tiến hành thẩm định căn nhà lần thứ nhất thì ở ngày 26 tháng 10 á, thì thẩm định hai căn phòng của cô Ve giờ dọn đồ đi, cũng còn một mớ giờ thẩm định thì yêu cầu cô Ve phải dọn đồ đi hết.
Thì cô chú anh chị có ở gần số 5 đường Đoàn Thị Điểm thì cô chú anh chị ghé để chứng kiến cuộc thẩm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết vụ tranh chấp tài sản của gia đình. Rồi ở trên sân thượng của nhà của Hồng Loan thì hôm nay mở đèn Noel rất đẹp luôn cả nhà ơi. Mở đèn rất đẹp luôn. Có thể nói là nhà của Hồng Loan nằm ở vị trí rất là đẹp. Hai mặt tiền luôn, mặt tiền đường Đoàn Thị Điểm và mặt tiền hẻm. Từ nhà của Hồng Loan thì ra đường phân lưu khoảng chừng 100m. 100m rồi cô chú anh chị. Mấy ngày nay thì ngay trước thì Hồng Loan đi quay MV ca nhạc mới ở phim trường anh Hai Vũ Lưng đã xong cùng với anh Sang và anh Hai Vũ Lưng. Bây giờ hôm nay mấy ngày nay thì Hồng Loan về bán shop phụ gia đình. Thì hôm nay có tiệc sinh nhật của bé Bun thì shop Hồng Loan nghỉ sớm. Thì nói về buổi thẩm định ngày 5 tháng 12 sắp tới thì chắc chắn là sẽ có bên cô Sáu đại diện để qua, và bên đây thì có chị Ni đại diện pháp lý của bên chị Hồng Loan, và cùng với anh Sang, anh Tý có thể là ghé. Buổi thẩm định lần này á thì những đầu còn lại của cô ve thì yêu cầu của Hồng Loan thì sẽ dọn đi hết, nhất là những tủ lạnh, những cái đồ còn là ở lại để dọn sạch sẽ, để tại nhà của Hồng Loan cũng có những em bé và có thể là ảnh hưởng tới sức khỏe những em bé đó, như bé Bun, bé Ken và bé Bill. Đây là những chú gấu của cô ve còn để lại trên phòng. Rồi đây buổi tối, có thật nói là buổi tối ở khu nhà chị Hồng Loan rất là náo nhiệt luôn, rất là sôi động. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi nha. Xin hẹn video tiếp theo. Xin chào.